Mấy khi ra biển chơi? Tí đi ăn gì nhở? Đi ăn gì nhở? Tao sẽ ăn tôm. Ăn hàu. Ăn lại hàu. Ăn tôm hùm đi. Ê, từ từ. Chú Bảy, xem kia có phải thằng Tân không? Chỗ nào, đoạn nào đấy? Kia. Đúng rồi đấy, mà sao nó lại ở đây nhở? Nhìn đã biết là làm mấy cái công việc ngư dân rồi. Mao Huyền, chẳng phải trước mày là người yêu của Tân sao? Ai, không nhắc chuyện cũ nha. Huyền giờ là ghẻ của tao đấy. Này, anh đang nói kiểu gì vậy? Anh nhầm, người yêu của anh. Và chúng mày, tao có trò này vui lắm, chơi không? Chơi luôn. Trò gì? Trò gì? Đi theo tao thì biết. Đi. Đi. Ê, đây có phải Tân Vượt Cú không nhỉ? Nạt Fit, Huyền Taxi, Trinh Sinh, Nhi Béo, Việt Anh Ngố này. Chúng mày cũng đi nghỉ mát ở đây à? Mày, nói nó đúng nhá. Bọn ta là đi nghỉ mát, còn mày thì không. Không ngờ bây giờ mày lại thảm như vậy, làm mấy công việc tay chân này à? Không, tao chỉ... Chỉ cái gì mà chỉ? Chỉ thiên à? Thôi, bạn làm gì thì bạn nhận đi, ai chê bạn đâu. Tao làm mấy công việc này. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy thôi à? Ý em là sao hả Huyền? Em á, chia tay rồi, đừng có gọi tôi là em. Nghe được cứ sao sao ấy. Dù gì tôi với anh cũng bằng tuổi. Rồi, làm gì mà phải căng thẳng với nhau thế? Này, xuống tắm biển với bọn tao đi. Thôi, tôi xin phép, tôi đang có việc bận. Sao thế, mấy khi gặp nhau? Mọi người cứ chơi vui vẻ đi, tôi có việc bận, tôi phải đi rồi. Đi làm à? Thôi, đi làm cái quái gì? Đi chơi với bọn tao, một ngày của mày được bao nhiêu? Bảo tao, coi như hôm nay tao mua đứt một ngày của mày. Thôi, Đạt nói vậy rồi thì nhận đi, mấy khi Đạt hào phóng thế đâu nhở? Chắc mày chưa biết, bây giờ Đạt đang là giám đốc của công ty Destino đấy. Thế à? Chúc mừng cậu nhá. Người ta thành đạt như vậy, chứ đâu như ai kia, suốt ngày chỉ thất bại. Ý của em là sao? Là sao á? Anh đạt đợt này xuống đây, ngoài việc đi du lịch ra, còn ký kết hợp tác về việc mua bán thủy hải sản đấy. Người ta làm việc như vậy, chứ đâu như anh, sống mà không biết phấn đấu. Thôi, không nói nhiều nữa, đi tắm biển với bọn tao, rồi lát đi ăn. Thôi được rồi, thế lát nữa hẹn một người đi ăn nhá. Bây giờ tôi có việc, tôi đi trước. Mày đã nói vậy thì bọn tao không ép mày nữa. Bọn tao ở ngay khách sạn Manivet đằng kia, tí ra đấy rồi cùng đi. Ok, vậy tôi đi trước. Thôi, tôi tắm với mọi người. Thật à? Thật. Tao nói đùa bao giờ đâu. Anh bị hâm à? Hâm cái gì? Chẳng hâm, tự dưng mời nó đi ăn. Mày thừa tiền ấy thì mang đây tao tiêu hộ cho. Là con béo kia. Mày tưởng tao ném mày xuống biển à? Đùa vậy chứ. Tao mời nó đi ăn đấy, không phải mời không đâu. Có ý đồ của tao cả đấy. Quan trọng ấy là mua vui cho mọi người thôi. Để tao xem trò của mày như thế nào. Đừng có tò mò. Tò mò là giết chết chúng mày đấy. Thôi mọi người, xuống tắm biển đi.
mấy khi có người đẹp chụp. Ngồi kiểu gì đấy? Hôm nay sao không bấm, bấm chụp đâu? Đây được hai kiểu này. Thì vẫn chụp mà. Đạt. Chào mọi người. Đến rồi đấy à? Thôi, mình đi thôi nhờ. Mà mày đi gì đấy? À, tôi... Ôi trời, nhìn như thế này là đi bộ chứ còn gì nữa. Mày đi bộ thật đấy à? Ừ. Mà sao ta không đủ chỗ? Làm thế nào bây giờ nhờ? Thôi, mày chịu khó đi bộ một tí đi. Ra ngay cái nhà hàng biển tình ở đằng kia kìa, khoảng mấy trăm mét thôi. Thôi, chịu khó đi bộ tí nhá. Đi bộ đi thôi. Đi đây rồi thì đi bộ nốt thì còn gì nữa. Gần đây thôi, đi bộ đi. Ok, thế mọi người ra trước đi. À, tôi là sau vậy. Ok, thế thôi, mình đi thôi nhờ. Ra sau nhá. Trời ơi, đi ô tô mát quá. Đi, chịu khó tí nhá. Đến rồi đấy à? Sao đến muộn thế? Bọn tao ăn gần xong rồi đây này. Mấy trăm mét của mày là 3 km đấy à? Ô, xa vậy á? Xin lỗi bạn nhá. Tại bọn tôi đi ô tô nên thấy gần lắm. Mà thôi, ngồi đi. Ngồi xuống làm ly đi. Ngồi đi, đứng đây làm gì? Sắp đi Đạt ơi. Đây, bia của bạn đây, bạn uống đi. Uống đi cho mày đây. Nào, thôi. Rồi đi. Do. Hay là để tao gọi thêm đồ, rồi tất cả mọi người cùng ăn nhá. Thôi, gọi làm cái gì, ăn không hết nó phí ra. Còn gì thì anh em mình dùng nốt. Thôi, mình lại uống cái nhở? Được đấy. Uống đi. Mấy khi... Chúng mày gấp. Gấp rau cho bạn đi. Để bạn ăn đi chứ chúng mày. Bà Tân, sao bây giờ chúng mày nhếch nhác thế? Tao nhớ là trước kia mày học giỏi lắm cơ mà. Con thì... Ngô! Cái gì đấy? Thì ngu chứ còn sao nữa. Nhưng mà ai ngu? Thì đấy. À, tao hiểu rồi. Thôi chúng mày, ai đời lại bảo bạn ngu bao giờ. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Em ơi, thanh toán cho bạn chị. Bạn nào? Thì Tân mời còn gì? Luật nhóm mình ai đến sau thì phải mời mà. Vì đến muộn. Thôi, bữa nay để anh mời. Có cái gì đâu. Không sao, bữa này cứ để tôi mở. À, nếu bạn đã nói vậy thì tôi cảm ơn nhá. Không có gì đâu, bạn bè lâu ngày mới gặp nhau. Chả nhẽ ta không mời được chúng mày một bữa. Thôi, mày uống nhau nốt cốc này, rồi bọn tao xin phép, bọn tao có việc. Về thôi. Về thôi chúng mày. Tao về thôi nhở. Về nhá. Về. Được rồi quá. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn nhở. Cảm ơn bạn nhá. Thank you.
Đi đâu chúng mày? Ê cu! Ê, em chào anh chị ạ. Ghẹ bán sao đấy? Anh ơi, ghẹ này là 700.000 một kg anh ơi. 700? Đúng rồi ạ. Còn BB? BB là 450.000 một kg. 450? Đúng rồi. Cái gì? Đắt thế? Đắt thế. Đắt đâu anh, đồ này đồ tươi, còn em vừa bắt lên đấy. Thôi, thế này nhá, bớt đi, nếu được giá ấy, con này mua nhiều đấy. Đúng rồi đấy, bớt đi, bán cho bọn này, còn hơn là không bán được ý. Không được đâu chị ơi, giá đấy bán như thế bọn em chết đói à? Ui, bán đi còn nhì nhằng gì nữa. Thôi, thế này nhá, ghẹ 700 đúng không? Đúng rồi. 350, còn bề bề thì 150 cần. Không được đâu anh ơi. Bây giờ anh đi ra ngoài, ra đấy không ai bán cho anh cả đâu. Mày với anh con, mày ăn nói ra kiểu gì đấy, hả? Em nói chuyện với anh bình thường mà. Nhưng mà tao thấy không bình thường, được chưa? Bây giờ người yêu tao thích ăn gậy, ăn bề bề. Tao thấy đồ mày tươi bọn tao mới vào, bây giờ làm sao? Với cái giá đấy, tôi không bán được. Bây giờ anh chị có mua không? Tao lại nhắc lại mày một lần nữa, tao nói rồi. Gậy 350, 400 nhỉ? 350. Bề 150. Được tao mua. Vậy ra đấy tôi không bán được. Anh chị ra chỗ khác mà mua. Mày to gan đấy. Giữ lại. Các người làm cái gì vậy? Anh Toàn, anh có sao không? Tân à, anh không sao. Tao còn tưởng ai? Hóa ra là bạn cũ à? Tân, chú quen họ à? Thưa anh, đây là bạn học cũ của em à? Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Họ đến mua hải sản của anh. Anh nói giá, họ chê đắt. Họ trả giá anh không bán, thế là họ lao vào đánh anh. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Các cậu làm như vậy mà được à? Sao lại không được? Tao thích, có được không? Những gì tao thích ý, thì phải là của tao bằng được. Như tán gái vậy thôi. Tán không đổ thì cưa đổ. Mà cưa không đổ thì đạp đổ. Mà đạp không đổ nữa ý, thì tao bóp cổ, có vậy thôi. Hay quá. Cậu ngang quá rồi đấy. Tao ngang á? Tao ngang thì đã làm sao? Mày làm gì được tao? Hả? Đúng rồi đấy. Thôi, đừng có mà xíu vào chuyện người khác nữa. Không thì rước họa vào thân đấy. Đúng rồi đấy. Đấy, ra chỗ khác chơi đi. Tôi đang mong chờ xem các người định làm gì tôi đây. Này, anh có biết chủ tịch FVB không? Tôi biết. Sao chứ? Anh ấy cũng là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn và khu du lịch này. Anh biết chứ? Đương nhiên là tôi biết rồi. Biết rồi thì cút đi. Tao sắp ký hợp đồng với anh ý. Ngoan ngoãn thì cút. Không tao bảo anh ý một câu ý, là mày bán sới khỏi đây đấy. Bán sới á? Thế các người có biết tôi là ai không? Kìa chúng mày, hãy cho Tân đây biết Tân là ai đi. Là một thằng rẻ rách, muôn đời không ngóc đầu lên được. Còn không mong cút đi. Nếu không thì đừng có trách tao. Đúng rồi đấy. Tôi sẽ không đi đâu hết, cho đến khi nào các người chịu xin lỗi anh Toàn này thôi. Xin lỗi á? Tao mà phải đi xin lỗi thằng ngư dân nghèo này á? Mày nghĩ mày là ai? Này, mày có tin tao đánh cả mày luôn không? Hả? À? Cậu dám à? Mày nghĩ tao có dám không? Cái này! Dừng lại! Ngươi làm gì vậy? Sao? Giờ mày nghĩ tao dám hay không? Hả? À? Được. Các người được lắm. Tôi sẽ cho các người phải hối hận. Không ngóc đầu lên được. Này! Mày dọa tao đi à? Tao thách cả nhà mày luôn đấy. Được rồi. Các người cứ chờ đi. Bọn tao vẫn đang đứng đây chờ mà. Tao xem mày làm được gì.
kinh không. Sợ quá. Alo. Lập tức hủy hợp đồng ký kết với công ty Destino cho tôi. Nếu như công ty của họ muốn ký kết với công ty của chúng ta thì cậu nói rằng công ty của họ phải lập tức sa thải giám đốc hiện tại đi. Diễn hay quá. Này, mày ra biển nhiều quá mà ngửi mùi cá mày bị ngáo à? Hả? À, hay đầu óc mày có vấn đề? Hả? À? Có vấn đề hay không ấy thì hồi sau sẽ rõ. Hồi sau à? Từ từ. Sếp gọi sếp. Nghe đi. Dạ, alo sếp ạ? À? Em đây ạ. Sao cơ ạ? À? Không thể nào. Không thể thế được ạ. Alo. Alo. Sao? Sao mặt cậu ta ai thế? Chuyện gì thế? Rốt cuộc mày là ai mà tao bị sa thải? Cái gì cơ? Anh bị đuổi việc rồi á? Cô im mồm ngay cho tôi. Mày trả lời tao đi. Mày là ai? Tao chính là chủ tịch của tập đoàn FVM. Không thể nào. Không thể thế được. Rõ ràng hôm qua bọn tao thấy mày làm việc của mấy ngư dân mà. Hóa ra là thế. Tao thật không ngờ mày đơn đơn là giám đốc của một công ty mày đi khinh thường, sỉ nhục những người làm ngư dân à? Tao thật không ngờ mày là con người như vậy đấy. Tân ơi, bạn giỏi mà. Tí nữa bọn mình đi ăn đi. Ừ, xong rồi mình đi cà phê nhá. Đúng đấy. Chúng mày làm cái gì vậy? Tôi thấy các người thân nhau lắm cơ mà. Thì ra đây là định nghĩa bạn thân của các người à? Có mà thân ai người ấy lo ấy. Tân, tôi biết tôi sai rồi. Mong bạn suy nghĩ lại, bạn tha lỗi cho tôi nhá. Bạn giúp tôi được không? Tôi không thể nào mất việc được. Bạn thông cảm, tôi không thể. Tôi nói cho các người biết, đừng bao giờ đánh giá người khác có vẻ bề ngoài và công việc họ đang làm. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi mong bạn suy nghĩ lại và xem xét lại điều tôi vừa nói được không? Tôi nói rồi, không là không. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những hạng người cậy mình có chút tiền rồi đi coi thường, sỉ nhục người khác đâu. Đúng. Họ là những ngư dân, nhưng họ đã phải vất vả ra ngoài biển để mang về cho chúng ta những hải sản tươi ngon nhất. Thế mà các cậu lại sỉ nhục rồi đánh người ta. Tôi biết tôi sai rồi mà. Bây giờ các người nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi mong sao sau chuyện này các người suy nghĩ lại và trưởng thành hơn đi. Và bây giờ ấy, thì cút khỏi đây cho anh Toàn có bán hàng. Anh Toàn, mình vào trong đi, làm cho em mấy món ngon ngon nhé. Để em. Còn các cậu nữa, biến hết đi. Không phải đuổi, bọn này có chân tự đi. Đi thôi chúng mày.